tôi lại vừa bỏ ra một đống tiền để mua cái đống này về chỉ để làm minh họa cho clip này thôi, nhưng mà không tiếc được, vứt, chắc là phải vứt thôi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Đạt Tip của kênh Ca Tham. Ngày hôm nay thì tôi sẽ dành thời gian để chia sẻ với các bạn là không nên nghe vợ khi mua bất cứ một cái gì trên xe, kể cả xe. Bạn là người dùng mà vợ bạn thì cứ thích xe nọ xe kia, còn thực tế là bạn lái xe hàng ngày, đi hàng ngày. Vậy thì việc gì phải nghe vợ? Mà mua xe đã đành rồi, đến lúc sử dụng xe cũng thế, nên lắp cái gì? Than vợ can thiệp thôi. Vì vậy là tôi nghĩ là các bạn không nên nghe vợ khi mua xe. Mặc dù tôi là rất là sợ vợ, đang muốn biết là những cái gì mà không lắp trên xe, các bạn hãy xem clip sau đây nhé. Các bạn có biết là trên tay tôi đang cầm cái gì đấy ạ? Đây là cái giá đỡ điện thoại. Giá thành của nó thì chắc là cỡ tầm 2 bát phở, 2 bát phở ngoại thành thôi. Nhiều người thì thấy cái giá đỡ này rất là tiện, vì là có thể họ xem YouTube này, đọc tin nhắn hay là bật map lên. Và cái giá đỡ này được gắn vào vô lăng. Đây là một cái phụ kiện mà cực kỳ nguy hiểm các bạn. Vì là khi mà xảy ra va chạm, cái túi khí hoạt động thì nó bung ra, cái điện thoại ở trước mặt bạn, ở cái phần vô lăng này sẽ bắn thẳng vào mặt bạn. Cái thứ hai là khi mà một chiếc điện thoại gắn ở vô lăng như thế này thì chỉ cần xem một tin nhắn hay là đá mắt vào cái màn hình này thế thôi là bạn mất một vài giây tập trung rồi. Một vài giây mất tập trung là tai nạn có thể rất khủng khiếp đấy các bạn. Cái phụ kiện mà tôi thấy nó củ chuối và vô tác dụng nhất đó là cái chốt cài giả và dây an toàn. Vì như bạn biết là khi mà lên xe, gần như các loại xe hiện nay thì đều có những cảnh báo mà thắt dây an toàn. Người Việt Nam mình nhiều khi rất là khôn, đó là lắp một cái chốt đánh lừa cái dây an toàn. Và khi cái chốt này lắp vào thì cái cảnh báo của dây an toàn nó không kêu nữa. Nhưng mà việc có mặt hệ thống cảnh báo này thì chỉ có tác dụng với hệ thống trên xe thôi. Còn khi mà xảy ra va chạm thì các bạn biết rồi đấy, không thắt dây an toàn thì thế như nào rồi. Tôi vừa mới đi mua một cái tựa đầu ở trên xe ô tô này, mất khá nhiều tiền đấy, chỉ để minh họa cho cái clip này thôi, nhưng mà chắc là không dùng được đâu, vì là nó chẳng có tác dụng gì cả. Các hãng xe trên thế giới thì thiết kế ghế ngồi chung tất cả các thị trường trên toàn cầu, mà người Việt Nam mình thì lại bé, cho nên là nhiều người lắp thêm cái đệm ở dưới mông hoặc là lắp thêm cái tựa ở đầu. Cái này cũng rất là nguy hiểm. Các phụ kiện này vô tình khiến người điều khiển không cố định được vào ghế lái, đặc biệt là phần đầu, nơi được thiết kế để ngăn ngừa chấn thương vùng cổ. Khi mà xảy ra va chạm ấy, nó khiến các bạn đập vào phần gáy này rất nguy hiểm. Và cái thứ hai là các nhà sản xuất cũng đã nghiên cứu rồi, khi mà xảy ra va chạm thì túi khí bung và các cái ghế người ta tính toán làm sao mà để cho có lợi nhất cho cái phần cổ và cái phần vai của bạn. Khi mà có cái tựa đầu này vào, nó làm cho cái việc các cái chỉ số của nhà sản xuất bị sai lệch đi và gây nguy hiểm cho tính mạng của tài xế. Đấy là chưa nói nhiều người còn ưa văn hóa Việt Nam, mua nguyên một cái chiếu trúc trải sau lưng này. Thực ra thì nó cũng tạo cảm giác thoải mái đấy, nhưng mà nó sẽ rất dễ khiến người ngồi bị trượt hoặc là bị xô lệch khi mà vận hành xe trên đường. Cho nên là những cái đệm cổ hay là những cái đệm ở dưới mông hoặc là những cái tựa lưng ấy, tôi khuyên bạn cũng không nên mua. Mua chỉ phí tiền. Các bạn ạ, cái phụ kiện tiếp theo đó là cái bọc da vô lăng. Thực ra là nhiều người là cảm thấy không tin tưởng hoặc cảm thấy cái vô lăng của chính hãng nó cũ quá, nên người bọc vào để cho nó phần nội thất cho nó đẹp hơn hoặc là để lái cho dễ hơn. Nhưng mà nhiều khi thì nó là phản tác dụng, vì nếu bạn mua phải những cái bọc vô lăng mà kém chất lượng ấy thì nó vừa gây trơn trượt
và nó không có độ nhám giống cái vô lăng chính hãng, thì nó gây cho việc mà bạn đánh lái hoặc hay là điều khiển xe hàng ngày nó gây nguy hiểm. Bây giờ nhiều bố mẹ là chiều trẻ lại có mua nguyên một cái đệm cho trẻ nằm ở phía sau, nhưng cái này thì là cực kỳ nguy hiểm và tôi khuyên bạn thì nhất định là không nên mua. Bởi vì là khi trẻ nằm phía sau thì bạn phanh gấp hay là đánh lái hoặc là vào cua ấy, thì là trẻ sẽ bị dễ bị văng về phía trước, văng sang hai bên và rất là nguy hiểm. Cái tiếp theo là đồ trang trí sau cabin. Nhiều người là mua cả gấu, hộp giấy ăn rồi để nguyên một cái như cái cửa hàng tiện ích ở phía sau ấy. Cái này cũng gây nguy hiểm bởi vì là khi mà tài xế quan sát phía sau qua gương chiếu hậu ấy thì nó sẽ hạn chế tầm nhìn. Và nhiều lúc phanh gấp thì những cái đồ này nó xô tới phía trước khiến mà tài xế giật mình hoặc mất tập trung. Tôi vừa treo lên trên xe mình một chiếc túi thơm. Túi thơm này chẳng biết bằng coffee hay không hay là hóa chất vẫn chẳng biết. Ở đây là một cái car perfume, nước hoa trên xe. Nhưng mà nước hoa trên xe, cả túi thơm và nước hoa trên xe tôi mua với giá 50-60 ngàn. Các bạn ạ, các cụ nói là tiền nào của đấy. 50-60 ngàn thì không thể có cà phê thật hay là những cái loại nước hoa mà chất xuất bằng tinh dầu tự nhiên hay là gì cả. Đây thực chất là hóa chất. Đây cũng là loại phụ kiện mà tôi khuyên bạn không nên mua. Vì cái loại hóa chất ở trong này ấy, thì nó làm cho bạn có thể gây ngộ độc nặng, gây ung thư, có thể là khiến bạn khó thở hay là nhức đầu luôn. Thứ hai nữa là ở trên mạng thì có rất nhiều những cái trường hợp mà các bác chủ xe đã đăng tải, đó là cái loại tinh dầu này khi mà rớt xuống các cái phần ốp nhựa hay là cần số như này thì nó làm ăn mòn cái phần nhựa, như thế thì thấy quá nguy hiểm. Cái phụ kiện tiếp theo nữa đó là lắp thêm giá đồ ở trên nóc xe. Cái này tôi cũng đã có dịp đề cập với các bạn ở cái phần tiết kiệm nhiên liệu trên xe. Có không biết chủ xe đã lắp thêm cái giá đồ để nóc trên xe nhà mình. Điều này nó lợi là chở thêm nhiều đồ, nhưng mà hại cái là nó rất là cồng kềnh. Vì là phía nóc xe thì không phải là cái nơi chứa đồ, bạn khi chất đồ lên đấy thì nó còn gây cho cái việc là làm sai trọng tâm của xe nữa, khi mà đi nhanh hay là vào cua thì cũng rất là nguy hiểm. Đấy, chưa kể khi bạn chất đồ lên đó thì chiếc xe phải tải thêm rất nhiều trọng lượng và nó gây cho tốn nhiên liệu nữa. Cái phụ kiện tiếp theo đó là cái nhiều chủ xe lắp thêm cái cản trước bằng sắt. Cái này thì không phải phổ biến, nhưng nhiều chủ xe bán tải hay là chủ xe SUV thì lắp thêm cái cản bằng sắt ở phía trước. Nó tác dụng là bảo vệ cản nhưng mà nó lại không đồng bộ với tính năng an toàn của xe. Bởi vì chúng cản trở hoặc là ảnh hưởng tới cảm biến túi khí nên rất là nguy hiểm. Bảo vệ cản trước cũng khiến thương vong đối với người bên ngoài xe nghiêm trọng hơn nhiều, do thường có thiết kế cứng hơn mà không hấp thụ được lực như là cản trước của xe bình thường. Đây là con chưa kể khi đi đăng kiểm, bởi vì là chủ xe lắp thêm cho nên là những người cảnh sát giao thông hoặc là những người đăng kiểm có thể hoàn toàn phạt chủ xe khi mà lắp phụ kiện này. Các bạn ạ, trên tay tôi là một loạt các phụ kiện mà tôi vừa khuyên bạn là không nên lắp trên ô tô vì nó chẳng có tác dụng gì cả. Nhưng mà tôi lại vừa bỏ ra một đống tiền để mua cái đống này về chỉ để làm minh họa cho cái clip này thôi. Nhưng mà không tiếc được, vứt, chắc là phải vứt thôi. Nhưng mà vì vấn đề môi trường, chả tìm được cái thùng rác nào cả. Chắc phải để lại cho vòng cốp thôi. Nhưng mà nhất định tôi sẽ vứt cho các bạn nhé. Không nên giữ làm cái gì cả. Các bạn có thấy clip vừa rồi hữu ích không ạ? Nếu hữu ích, hãy subscribe, like và share clip của chúng tôi nhé. Cảm ơn các bạn.